Dạ em chào chị Quế Lan nha. Em rất là cảm ơn hai mẹ con chị đã không ngại đường xá xa xôi để ủng hộ tiệm em nha. Hôm nay là hai mẹ con chị Quế Lan ghé ủng hộ tiệm em là vòng nè, 5 chiếc nhẫn và 2 đôi bông nha quý khách. Toàn là những hàng đẹp không à. Đây là vòng bản nha. Cái này là vòng bản thương hiệu Cartier nha quý khách nha. Rất là đẹp luôn. Nhà em là có đủ ni đủ size nha. Xuất sắc. Này, vòng bản này là chóp vuông nhọn nè. Cái tấm nha, mặt xích nè. Như là em cũng đang đeo trên tay cũng một cái nữa nè. Là này ni nhỏ còn này ni lớn ha. Đeo thì đeo phối với chiếc nhẫn này nha quý khách. Em đeo thì em phối với chiếc nhẫn này nhìn nó cũng đẹp lắm. Đây, cái này chị đeo luôn không chị? Đeo luôn nha. Cái đồng hồ này cũng mua của em phải không? Đồng hồ này cũng mua của em nè, đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Này, đây đi chị. Ôi ôi cái tay kìa trời ơi. Tròn mà trắng đeo đã chưa? Tắt. Rồi, 5 chiếc nhẫn. 5 chiếc nhẫn ủng hộ em, bây giờ giới thiệu từng chiếc ha. Đây là hột trà Pháp. Một hột viền vuông. Tất cả đều là hột trà Pháp nha. Đây là 4 hàng hột trà trắng kết lại nè. Rất là đẹp. Chiếc thứ hai là nhẫn oval cẩm thạch nha. Này là cẩm thạch xịn nha quý khách nha, rất là đẹp. Đeo á, lên á, có mồ hôi của mình á, nó trổ nước lên nữa, nó lên nước nó rất là đẹp, sáng bóng luôn. Viền mo nè, oval mo tắm lại rất là đẹp. Cái này cô đeo sang lắm. Nhẫn con rồng ạ. Nhẫn rồng nữ nha. Nhẫn rồng này đang hot bữa giờ đây, vòng rồng nhẫn rồng. Hiện tại là em đang có đặt hàng lại nha mấy chị nha. Này khi nào mà em đặt hàng ra rồi là em đang lên Facebook cho mấy chị xem. Hàng lúc mới về của em lúc nào em cũng cập nhật trên Facebook mấy chị nha. Đây là nhẫn long quy ạ. Nhẫn long quy tiền tài may mắn nha quý khách nha. Rất là đẹp luôn nè. Thực sự con này nhìn sắc sảo lắm luôn. Nó nằm trên một đống đồng tiền nè, đống vàng đây. Xuất sắc. Một chiếc nhẫn trái tim đỏ dễ thương. Này nhẫn thanh thanh manh mảnh nha, cưng ha. À chị đeo chiếc nào? Em đeo chiếc này với lại chiếc này. Ok. Chiếc này đeo bên này chị. Xinh quá. Đúng là nước da trắng thì đeo cái gì cũng đẹp không thích ha. Xinh ghê luôn. Trời ơi. Bàn tay xuất sắc. Hai đôi bông. Một đôi bông xước nha, bông xước thì nhà kia Thành Thảo là bao la nha mấy chị. Bông xước đơn giản nhẹ nhàng thôi, đeo rất là nhẹ tay nha. Xinh chưa? Cành hoa. Một tiếp theo là cũng là một hàng mới về luôn. Rồi đôi bông này đẹp nè. Bông toàn ten. Cái này là dạng như là dạng châu á, nhưng mà nó làm như từng cái hoa mai nó ghép lại thành một cái cục châu á. Hút máy hết luôn nha. Khoen này là khoen đúc hoàn toàn nha quý khách. Rất là sáng luôn. Rồi. Còn cái đồng hồ này là chị mua của em rồi. Hiện tại đồng hồ này em vẫn còn nha quý khách nha. Còn được 2-3 cái rồi đó, đẹp lắm. Trời nó sáng, chịu không nổi luôn. Tổng giá trị mà hôm nay chị ủng hộ em là 51 triệu hơn một xíu ha quý khách ha. Ngoài ra thì còn ủng hộ em 3 lượng xi nữa. Rồi em rất là cảm ơn gia đình chị nha. Cảm ơn chị hôm nay đã đến và ủng hộ tiệm em nha. Em chào khách yêu nha. Tối hôm nay em có chị Nhiên qua sắm nữ trang nè. Chị lựa cho chị một bộ quái đeo ha. Cho con gái một bộ Cartier nè. Đây, đây là mẫu quái đeo đai V nè, móc máy nè. Máy dạng lưới đeo cực kỳ sang luôn. Và nhìn thanh mảnh nữa. Cái dòng nè. Cái nhẫn đi bộ luôn. Đây. Cái dòng này của chị là 8 chỉ hơn ha. Thêm cái nhẫn 1 chỉ rưỡi nữa. Thì sang luôn. Đây, chị lựa cho con gái một cái dòng Cartier tắm. Đây là đai đúc nha. Đi bộ luôn cái nhẫn. Đó, hai bộ nữ trang nè các chị. Cho con gái và phải cho con trai nữa nè. Một cái nhẫn dòng đúc. Tất cả một tấm nhỏ này là em bảo hành cho chị luôn nha. Đó. Cái nhẫn này là 1,5 chỉ. Đây là nguyên bộ nữ trang của chị. Nguyên bộ này là 1,5 lượng, 6/4. Em mượn tay chị Nhiên em đeo cho nha. Nè em mượn. Tay tròn đeo đẹp quá trời luôn. Quá trời sang luôn nè. Tổng bộ nữ trang này của chị là 59 triệu 300 ha. Em gửi chị hóa đơn.
cảm ơn chị đã qua ủng hộ tiệm nha, để em để hộp cho chị nha. À, chiều hôm nay là có chị Ni ở Bình Chánh ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là bộ trang sức vàng 24K nha. Này là vàng cưới nha quý khách nha. À, bộ vàng cưới chị mua gồm một cái kiềng, hai cái vòng, dây chuyền, vòng tay nha quý khách. Đây là kiềng cổ ạ. Này là kiềng chạm long phụng nha. Kiềng chạm long phụng, kiềng này là 2 chỉ quý khách ha. Chạm rõ nét rất là đẹp luôn ạ. Nhà em là có dạng dẹp nè, dạng tròn và dạng dựng sóng. Chạm thì nó có chạm long phụng và chạm hoa mai ha. Một cặp vòng ạ. Cặp vòng tay mỗi chiếc là 1 chỉ nè. Kim Thành Thảo có từ 1 chỉ trở lên nha mấy chị. Đẹp đủ size đủ ni ha, và nhiều cái dạng hoa văn khác nhau rất là đẹp luôn nè. Nhìn đeo ra nó sơ mà đẹp. Một đôi bông mà đôi bông toàn ten hoa mai may mắn nha. Cô dâu đeo bông toàn ten thực sự lên hình đẹp, lên hình nhìn sẽ nhìn thấy rõ mà đẹp hơn. Bông toàn ten ha, đôi bông này cỡ tầm 1 chỉ và một sợi dây. Đây ạ, sợi dây. Cái này là dây mè ha, dây mè lớn nè. Dây mè này có tầm 2 chỉ. À, quý khách cứ đến tiệm vàng Kim Thành Thảo đi. Thì tùy theo túi tiền của mỗi gia đình thì nhân viên em sẽ tư vấn cho anh chị lựa một bộ ưng ý vừa phải vừa với kinh tế của anh chị luôn ha. Rồi cái này nhân viên em đã hướng dẫn chị cách mở chưa chị? Dạ, hướng dẫn kiền vòng hết không? Rồi em cảm ơn chị nha, em bao hộp cho chị luôn. Đây cái kiền này để em mở nè. Hai bên biết nè. Đây nè, xuống lòng ha. Rồi mở ra nè. Chị bẻ chéo như vậy. Cái này là không có thế bật ra nha chị, cho nên chị chỉ bẻ ngang qua vậy thôi nè. Là đưa cổ vào là đeo, đóng khóa lại là bình thường. Chắc luôn, đeo bảo quản bình thường là ok hết chị ha. Rồi em bao hộp cho chị. Em cảm ơn chị Ni nhiều nha. Cảm ơn chị đã đến ủng hộ tiệm em ạ. À.